Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 6766 về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh gửi đến các sở, ban ngành, đơn vị, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Để đảm bảo đem lại những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho nhân dân và du khách, đặc biệt là vào mùa cao điểm du lịch biển và trong thời gian tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch lớn của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch theo phần công, phần cấp quản lý. Tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch. Các đơn vị sở ngành liên quan tập trung làm tốt công tác chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Thường xuyên cập nhật công bố công khai danh sách các cơ sở lưu trú du lịch được thẩm định xếp hạng và các cơ sở cung cấp dịch vụ khác đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên cổng thông tin điện tử của sở và các tài liệu ấn phẩm tuyên truyền quảng bá du lịch của tỉnh để nhân dân và du khách biết lựa chọn sử dụng trải nghiệm đồng thời tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch ứng xử văn minh du lịch